Xin chào cả nhà nhé, em tiếp tục lên sóng chiếc máy massage chân số 2. Một chiếc máy tình trạng cũng rất mới đấy các bạn này. Lô này em về toàn bộ là nhập hàng tuyển các bạn, hàng tuyển rất đẹp. Một con của hãng Trevor chuyên về máy massage chân mã số 2. Sử dụng rất đơn giản các bạn, có 3 cấp độ sử dụng, người già, trẻ, nhỏ đều bấm dễ dàng. Đây, 1, 2, 3 cấp độ các bạn nhé, dễ sử dụng, bóp dạng cơ. Đây, các bạn cho một chân vào đây thôi. Đây, càng to nó sẽ ngập hết cả lên mặt chân, em sẽ cho chân vào nhé. Rồi, các bạn nhìn clip thì sẽ tắt đi. Cho cái chân vào thì các bạn sẽ thấy là nó, đây, em vào thì nó sẽ lên được đến phần gần đến đầu gối các bạn nhé. Đây, xoay chân gần đến đầu gối luôn. Đây, dễ sử dụng này, bật nguồn 3 chế độ này thôi. Đây, 3 chế độ chạy, massage êm, 3 cấp độ mạnh nhẹ, nhanh chậm, có qua bê hai bên này. Đấy, máy massage thì rất tốt cho các bác bị bệnh xương khớp, người già, những người lao động cường độ cao, giúp lưu thông khí huyết, giảm axit mỡ máu. Nói chung là em không phải chuyên gia về y tế nhưng mà em tìm hiểu thì nó rất là nhiều tính năng. Em chỉ bán thôi, chiếc này em bán là 2,2 triệu các bác nhé. 2,2 triệu, máy sử dụng điện 100V đấy ạ. Cái này các bác chỉ cắm cái biến áp nhỏ 100W là chạy vô tư rồi. Con máy rất là đẹp này, dễ sử dụng. Chiếc này thì các bác nhìn đây, nó còn có cái phần đây, ngửa lên các bác nhé, để mình có thể là nâng cao lên này, vị trí mình nằm mình ngồi nó tiện. Vải của nó rất là mới các bác ơi, rất mới, ít dùng nhá. Đây, 2,2 triệu các bác nhé. Các bạn nào nhu cầu các bạn luôn. Chào các bạn.